Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em môn địa lý lớp 6, bài số 19 sách cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ này hôm nay mình sẽ bài 19 biển và đại dương, một số đặc điểm của môi trường biển. Học xong bài này em sẽ xác định được trên bản đồ lực đồ các đại dương thế giới. Nếu được xác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa các vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. Trình bày được các hiện tượng sóng thủy triều và dòng biển nha. Giờ ở đây đã bao giờ em được trải nghiệm lên trên biển hay chưa? Lúc đó em mới thấy mình thật nhỏ bé. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, khi các nguồn tài nguyên trong đất liền đã được con người khai thác ngày càng kiệt, có người đang từng bước vươn ra đại dương, khám phá đại dương và khai thác các nguồn tài nguyên từ đại dương. Như mình thấy là các nguồn đại dương mình thấy là có nhiều nguồn, như là năng nguồn thủy hải sản, hoặc là có thể là dầu hỏa từ ở ngoài sâu dưới lòng đại dương, đúng không? Giờ mình sẽ học biển và đại dương trước nha. Biển và đại dương thế giới. Đại dương thế giới là vùng nước mặn dòng mênh mông chiếm phần lớn diện tích của bề mặt trái đất, nối liền từ bán cầu bắc đến bán cầu nam, từ bán cầu tây đến bán cầu đông. Nhờ thế mà các tàu viễn dương có thể đi vòng quanh thế giới. Có bốn đại dương chính là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Như mình sẽ quan sát hình 19.1, đây là lực đồ các đại dương thế giới. Mình thấy đây là Thái Bình Dương. Từ đây sẽ dòng qua đây luôn nha. Đây là đại dương rộng nhất và sâu nhất thế giới. Tiếp theo là Đại Tây Dương, đại dương lớn thứ hai của thế giới, nằm giữa châu Mỹ và châu Âu và châu Phi. Đúng không? Ấn Độ Dương nằm phía dưới nước Ấn Độ, gọi là Ấn Độ Dương. Phía trên cùng chính là Bắc Băng Dương. Đúng không? Ấn Độ Dương thì phần lớn sẽ ở bán cầu nam, còn Bắc Băng Dương nhỏ nhất và đông nhất trong các đại dương. Như vậy từ năm 2000 thì các nhà hải dương học đã thừa nhận có một Nam Băng Dương, thực ra là một bộ phận ở phía nam, phản quỹ tuyến 60 độ nam của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, là một vùng nước lạnh bao quanh châu Nam Cực. Như vậy là từ năm 2000 thì người ta sẽ thừa nhận một đại dương tiên mới chính là Nam Băng Dương. Thực chất là từ vị tuyến 60, đúng không? Đây từ vị tuyến 60 trở xuống của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương thì chính là Nam Băng Dương nha. Thì mình thấy là Thái Bình Dương sẽ nối liền một bên là châu Mỹ, còn bên kia sẽ là châu Á, đúng không? Giờ mình sẽ quan sát bảng 19.1 diện tích và tỷ lệ diện tích của các đại dương trên thế giới. Thì mình thấy là trong các đại dương thì Thái Bình Dương sẽ có diện tích lớn nhất. Diện tích là 178,7 triệu km vuông. Ấn Độ Dương thì chỉ có 762 thôi. Còn Đại Tây Dương là chiếm 91,6. Bắc Băng Dương thì có 14,8% thôi, đúng không? 14,8 triệu km vuông mà thôi. Còn tỷ lệ so với đại dương thế giới thì Thái Bình Dương chiếm đến 49,5, có nghĩa là gần phân nửa các đại dương thế giới, đúng không? Ấn Độ Dương chiếm 21%, Đại Tây Dương chiếm 25,4%, còn Bắc Băng Dương chỉ có chiếm 4,1% đại dương trên thế giới. Giờ ở đây mình sẽ có hai câu hỏi. Hãy xác định bốn đại dương thế giới trong hình 19.1. Như vậy vì xác định thì dễ, mình nhìn vô hình thì mình chỉ ra Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Câu hỏi tiếp theo là dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất và đại dương nào có diện tích bé nhất. Như mình thấy là Thái Bình Dương sẽ diện tích lớn nhất là 178,7 triệu km vuông, chiếm 49,5%, và nhỏ nhất chính là Bắc Băng Dương, chỉ có diện tích là 14,8 triệu km vuông, chiếm 4,1%. Giờ hãy trả lời câu hỏi số 2 nha. Còn câu hỏi số 1 khi mình nhìn vô hình mà xác định thôi. Như vậy câu hỏi số 2 các em trả lời như sau. Dựa vào bảng 19.1 ta thấy là Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất, 178,7 triệu km vuông. Bắc Băng Dương là đại dương có diện tích nhỏ nhất, chỉ có 14,8 triệu km vuông thôi. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ ở quen bờ các đại dương còn có các biển và các vịnh biển. Ở nước ta thì phía đông chính là Biển Đông. Ở vùng biển phía Bắc sẽ có vịnh Bắc Bộ. Trong vịnh Bắc Bộ có những vịnh nhỏ hơn như là vịnh Hạ Lan, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Ở vùng Trung, miền Trung thì mình thấy là có vịnh Nha Trang. Ở miền Nam có biển Tây Nam còn gọi là vịnh Thái Lan. Giờ tiếp theo mình sẽ nói một số đặc điểm của môi trường biển. Mình sẽ nói về nhiệt độ và độ muối. Nhiệt độ của lớp nước trên mặt biển và đại dương đến độ sâu 200m thay đổi theo vĩ độ. Nhiệt độ nước biển từ 25 độ C đến 30 độ C ở các vùng nhiệt đới. Càng lên vĩ độ cao thì nhiệt độ càng giảm dần. Ở Bắc Âu Dương thì nhiệt độ biển có thể giảm xuống âm 1,8 độ C. Nhiệt độ của lớp nước trên mặt thay đổi theo mùa. Mùa hạ sẽ ấm hơn, mùa đông sẽ lạnh hơn. Do biến đổi khí hậu nên nhiệt độ của phần lớn biển và đại dương đã tăng lên trong những thập niên gần đây. Điều này tác động đến môi trường biển và đặc biệt là làm tăng số lượng các cơn bão nhiệt đới có sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Mình thấy là hàng năm vào mùa hè thì có rất nhiều cơn bão xảy ra là do sự biến đổi của thời tiết, biến đổi của thời tiết, đúng không? Biến đổi khí hậu nha. Tiếp theo mình sẽ nói về độ muối hay là độ mặn của đại dương thế giới. Trung bình là 35 phần nghìn, đúng không? Chỉ lệ có 35 phần nghìn thôi, nhưng không giống nhau. Đối với những biển ăn sâu vào lục địa, ở vùng ôn đới thường có độ muối thấp hơn, còn ở vùng nhiệt đới độ muối sẽ thường cao hơn. Là khi ở vùng nhiệt đới thì khí hậu nóng bốc hơi nhiều hơn nên độ muối sẽ tăng lên nhé. Giờ tiếp theo là độ muối, độ mặn thường được tính bằng phần nghìn chứ không phải phần trăm nha. Muối trong nước chủ yếu là muối ăn. Như là muối mà trong nước biển chủ yếu là muối ăn, có nghĩa là công thức hóa học sẽ NaCl. Thì người ta sẽ sản xuất muối ăn bằng cách là cho nước biển vào những cái bờ, những cái khung, những cái mảnh đất, đúng không? Hình chữ nhật. Giờ người ta cho nước vào ít thôi để cho bốc hơi nước hết, thì còn lại muối thì người ta thu hoạch đó chính là muối ăn, đúng không? Người ta gọi là những dụng muối, người ta xây những dụng muối cho nước muối biển vào, giờ cho nó phơ dưới nắng bốc hơi hết thì còn lại muối thôi. Tiếp theo, không thể dùng nước biển làm nước uống được. Vì mình nước biển là nước mặn, uống vô thì càng khét thôi, đúng không? Mình phải uống nước ngọt, có nghĩa là nước mà mình uống hàng ngày á, thì người ta gọi là nước ngọt nha, chứ không phải là nước Coca-Cola nhé. Nước ngọt chính là nước mà không bị nhiễm mặn, không bị nhiễm phèn thì gọi là nhiễm nước ngọt nha. Có nghĩa là nước tinh khiết và có bổ sung thêm chất khoáng này kia, đúng không? Không thể dùng nước biển làm nước uống, vì thế là khi du lịch biển thì mình cần mang theo đủ nước ngọt để dùng. Đối với tàu đánh bắt hải sản xa bờ, hiện nay đã công nghệ để lọc nước biển thành nước ngọt. Cho tàu đi bến đánh bắt dài ngày, như vậy công nghệ mà lọc nước biển thành nước ngọt thì hiện nay mình đã có rồi, đúng không? Mà thì cái máy nó hơi mất tiền một chút, thì khoảng 100 triệu. 100 thấp nhất là 100 triệu nha, có thể là 200-300 triệu cũng có. Thì nó sẽ có khả năng lọc nước biển thành nước ngọt luôn, đúng không? Biển Bắc còn gọi là biển Bắc Hải là một trong những biển ôn đới lại ăn sâu vào lục địa. Ở đây có độ muối chỉ từ 17 đến 22 phần nghìn thôi. Biển Đỏ, Hồng Hải là một biển nhiệt đới, ở đây độ muối lên rất là cao đến 14-14 phần nghìn, còn nhiệt độ nước biển là khoảng 35 độ C. Mình thấy là những biển mà có độ mặn như vậy thì người ta sẽ không sợ chìm nhé, đúng không? Độ mặn càng cao thì khả năng chìm càng thấp, đúng không? Làm cho người ta sẽ nổi lên được, đúng không? Giờ tiếp theo ở đây mình sẽ có câu hỏi: nhiệt độ và độ muối giữa các vùng biển nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao có lợi sự khác nhau đó? Như vậy là mình đọc xong thông tin mình trả lời luôn nha. Như các em trả lời như sau: nhiệt độ và độ muối của vùng biển nhiệt đới sẽ cao hơn so với vùng biển ôn đới. Giải thích: về nhiệt độ của lớp nước trên bề mặt biển và đại dương thay đổi theo vĩ độ. Càng lên vĩ độ cao thì nhiệt độ sẽ càng giảm dần. Độ muối của các biển và đại dương khác nhau do nguồn nước sông chảy qua. Thứ nhất là do nguồn nước sông qua. Mình nhớ là nước sông chính là nước ngọt, chảy vào sẽ làm giảm độ mặn của nước biển. Và tiếp theo là độ bốc hơi của nước. Độ bốc hơi càng lớn có nghĩa là nồng độ muối sẽ tăng lên. Như vậy sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố nhé. Là nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít,
độ và bốc hơi nhiều hay ít nữa nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là chuyển động của nước biển và đại dương. Nước biển và đại dương luôn chuyển động. Khi nhìn sóng biển, chúng ta đều có cảm giác là sóng chuyển động theo chiều ngang, nhưng thực chất là sóng biển là sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng. Sóng biển thường hình thành do gió. Gió càng to, sóng càng lớn. Ở nước ta khi có gió mùa đông bắc, sóng cao từ 1,5 m đến 3 m hoặc cao hơn. Những ngày có bão lớn thì biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 m. Hiện chiều là hiện tượng nước đại dương dao động theo chu kỳ do lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời. Người ta quan sát thấy hiện tượng hiện chiều có quan hệ chặt chẽ với từng trăng. Vào ngày trăng tròn hoặc là ngày không trăng, hệ chiều lên cao và xuống thấp nhất, đó là ngày chiều cường. Còn những ngày mà trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc là cuối tháng, hệ chiều lên ít nhất và cũng xuống ít nhất, đó là ngày chiều kém nha. Giờ như vậy mình thấy quan sát hình 19.2 là thủy chiều lên xuống tại cùng một địa điểm. Như vậy là mình thấy là vào lúc chiều lên thì cái chỗ này nó bị ngập nước tới đây. Thủy chiều xuống thì mình thấy là nước nó bị rút ra xa, đúng không? Thủy chiều có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt của các địa phương ven biển. Vì thế những người đánh cá sẽ nắm dắt vững chế độ thủy chiều và lịch thủy chiều. Hoạt động của tàu bè gieo vào các cảng biển phụ thuộc rất nhiều vào chế độ chiều. Đúng rồi. Chế độ chiều lên thì nước dâng lên thì tàu vào đây nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi. Còn khi chiều rút xa quá thì tàu không thể vô đây được. Đúng rồi. Ngày nay ở các nước phát triển như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Singapore đã đang xây dựng và đưa vào sử dụng một số nhà máy điện khi chiều. Có nghĩa là người ta lợi dụng sự lên xuống của nước khi chiều để người ta sản xuất điện. Đúng rồi. Giờ ở đây mình sẽ có thông tin động đất lớn xảy ra ở biển có thể gây ra sóng thần. Trong những thập niên gần đây có một số trận động đất và sóng thần gây hậu quả nghiêm trọng, như là trận động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 làm 200.000 người chết và mất tích. Nhưng mình thấy là mức độ tàn phá rất là khủng khiếp, đúng không? Làm đến hơn 200 người chết và mất tích. Động đất và sóng thần ở ngoài khơi Nhật Bản năm 2011 đã gây ra sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Em có thể tìm xem video theo tự phá tsunami 2011, đúng không? Đây là hiện tượng, đây là một một trận động đất và sóng thần rất là nguy hại, đúng không? Gọi là thảm họa tự nhiên. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát hình 19.3. Đây là đồ có dòng biển trên đại dương. Hay những cái mũi tên màu đỏ chính là các dòng biển nóng, và mũi tên màu xanh chính là các dòng biển lạnh. Đúng không? Thì dòng biển lạnh thì sẽ từ cái vùng ôn đới xã hội di chuyển xuống, đúng không? Vùng xích đạo. Như vậy dòng biển là gì? Dòng biển người ta còn gọi là hải lưu nha, là sự chuyển dịch của các khối nước lớn ở biển và đại dương, tương tự như là dòng sông trên lục địa. Các dòng biển được hình thành liên quan đến không gió khỏi thường xuyên trên trái đất nên mới có dòng biển tính phong, dòng biển gió tây nam và dòng biển gió mùa. Căn cứ vào nhiệt độ của nước trong dòng biển với nhiệt độ nước xung biển xung quanh để phân biệt dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Dòng biển cũng có một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến khí hậu của các vùng đất ven biển. Như là dòng biển này sẽ ảnh hưởng đến các vùng đất ven biển. Mình thấy là dòng biển nóng mà chạy ven biển thì sẽ tạo ra mưa nhiều nha. Còn những nơi nào mà có dòng biển lạnh chạy ven bờ thì chỗ đó sẽ rất là ít mưa, đúng không? Khi mình nhớ là nóng thì sẽ mang nhiều hơi ẩm, là gây mưa nhiều. Lạnh thì sẽ là độ bốc hơi thấp hơn nên sẽ không có hơi ẩm, nên sẽ bị khô hạn, ít mưa nha. Như mình thấy là ở khu vực Nam Phi nè, khu vực Bắc Phi, mình thấy là có dòng biển lạnh đi qua nên làm cho khu vực này rất là khô hạn, ít mưa, đúng không?
Giờ tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi. Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh thường xuất phát từ những quỹ đạo nào và di chuyển đến những quỹ đạo nào. Giờ mình sẽ quan sát lại hình xem nó bắt đầu từ quỹ đạo nào và di chuyển đến quỹ đạo nào. Như vậy là mình thấy quan sát những dòng biển nóng chính là những dòng biển màu đỏ đây. Mình thấy là ở dưới đây thì nó từ xích đạo nó chuyển xuống này. Đây, từ xích đạo nó chuyển xuống này, đúng không? Từ xích đạo chuyển xuống này. Hoặc là chuyển lên cũng có, đúng không? Đây, dòng từ xích đạo chuyển lên. Như vậy là dòng biển nóng hơn xuất phát từ xích đạo và di chuyển đến các quỹ đạo 60 ở cả Bắc Quần này. Đúng không? Đây, xuất phát từ xích đạo di chuyển lên đến 60 độ Bắc hoặc là 60 độ Nam, đúng không? Còn dòng biển lạnh thì sẽ xuất hiện xuất phát từ khoảng là 40, từ 40 đúng không? Độ Bắc hoặc là 40 độ Nam. Đây, dòng biển lạnh này. Từ 40 độ Bắc và 40 độ Nam di chuyển về vùng xích đạo, đúng không? Giờ sau khi xem hình xong mình trả lời hai câu hỏi luôn. Câu hỏi luôn, trả lời câu hỏi nha. Như vậy là câu này các em trả lời như sau: dòng biển nóng hơi xuất phát từ xích đạo, có nghĩa là không độ, di chuyển đến và phạm vi độ 60 độ ở cả hai bán cầu Bắc và Nam luôn nha. Còn dòng biển lạnh hơi xuất phát từ 40 độ Bắc đến hoặc là 40 độ Nam, di chuyển đến vùng xích đạo. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ trả lời câu hỏi số 1. Dựa vào hình 19.1 và bảng 19.1, hãy nêu các đặc điểm nổi bật của màu đỏ dương. Giờ như mình xem thông tin, giờ mình trả lời câu hỏi luôn. Như là đặc điểm nổi bật của mỗi đại dương thì trước hết là mình sẽ nói về Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đây là đại dương rộng nhất thế giới, chiếm 49,5% so với các đại dương trên thế giới. Đây cũng là đại dương sâu nhất thế giới, vượt Mariana, với độ sâu là 11.034 mét nha. Tiếp theo là Ấn Độ Dương, phần lớn diện tích nằm ở bán cầu Nam. Còn Đại Tây Dương đây là đại dương lớn thứ hai thế giới, chiếm 25,4% so với đại dương thế giới. Bắc Băng Dương là đại dương nhỏ nhất thế giới, chỉ chiếm có 4,1% so với đại dương thế giới. Thì mình thấy là Bắc Băng Dương ở phía Bắc nên có khí hậu rất là lạnh giá, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Đây là vùng biển lạnh giá và nông, nhỏ và nông nha. Có nghĩa là độ sâu nó sẽ thấp hơn những đại dương còn lại. Giờ tiếp theo là câu số 2, người ta hỏi là độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố nào nha. Giờ hãy trả lời câu hỏi số 2. Như vậy là độ muối của nước biển và đại dương cao hay thấp phụ thuộc vào những yếu tố, chứ là về nhiệt độ nước biển và đại dương và các dòng hải lưu nóng hoặc lạnh, lượng nước bay hơi nhiều hay ít, nhiệt độ môi trường không khí nóng hay lạnh, lượng mưa nhiều hay ít, điều kiện địa hình là vùng biển đại dương kính hay hở, và số lượng nước sông đổ ra biển nhiều hay ít, đúng không? Thì mỗi yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến độ muối của nước biển. Mình nhớ là nhiệt độ bị nước biển càng cao thì độ muối hơi lớn, đúng không? Thì sẽ làm cho độ muối tăng lên. Nhiệt độ không khí, nhiệt độ môi trường không khí, lượng mưa nhiều thì sẽ làm cho độ muối sẽ giảm bớt, đúng không? Và nếu mà lượng nước sông đổ vào nhiều thì cũng làm cho lượng nước muối sẽ giảm bớt nhé. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3.
Giờ tiếp theo là câu số 3, người ta kêu mình sưu tầm thông tin, tài liệu, tranh ảnh hoặc là video cũng được. Vì việc con người đã sử dụng huy chiều vào đời sống văn hóa và sản xuất nha. Giờ hãy trả lời câu hỏi này nha. Như vậy câu số 3 các em trả lời như sau. Huy chiều có ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt ở các địa phương ven biển. Vì thế những người đánh cá nắm rất vững chế độ huy chiều và lịch huy chiều. Hoạt động của tàu bè ra vào các cảng biển cũng phục vụ rất nhiều vào chế độ huy chiều. Ngày nay các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Singapore đã và đang xây dựng đưa vào một số nhà máy điện huy chiều. Như vậy ở đây mình sẽ quan sát hình này chính là mô hình hệ thống tuabin khai thác điện từ huy chiều ở Scotland nha. Được này. Huy chiều nước vào đúng này thì sẽ làm cho những cái cánh quạt này quay, cánh quạt quay thì sẽ làm tuabin phát điện quay nên sẽ tạo ra dòng điện nha. Và khi nước rút cũng vậy thì cũng làm cho cánh quạt quay và tạo ra dòng điện. Đúng này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hãy bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Giờ hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.